Hello, hy vọng là các bạn chưa quên tôi với tất cả lượng kiến thức thú vị mà tôi chia sẻ cho các bạn trong từng video của mình. Tôi tin là các bạn vẫn nhớ tôi đúng không nào? Tôi lúc nào cũng mong đến giờ để gặp lại các bạn. Như các bạn đã biết, cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi hệ miễn dịch thần kỳ. Thế nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi nếu một ngày hệ miễn dịch ấy bị suy giảm và không có khả năng chống lại vi khuẩn xâm nhập nữa thì chúng ta sẽ ra sao không? Chao ôi, nếu thế thật thì cũng gay go đấy chứ. Nhưng đừng vội lo lắng, chính vì tính trước được khả năng đó sẽ xảy ra nên con người đã phát minh ra kháng sinh và vaccine. Để biết rõ hơn về hai vị tướng quân có nhiệm vụ hỗ trợ cho hệ miễn dịch của cơ thể con người chúng ta, hãy cùng tôi đi tìm đáp án cho câu hỏi. Kháng sinh là gì và vaccine là gì? Trước tiên cùng tôi tìm hiểu kháng sinh là gì và chúng đến từ đâu. Kháng sinh là những chất được chiết xuất từ các vi sinh vật, nấm, được tổng hợp hoặc bán tổng hợp, có khả năng tiêu diệt hay kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn một cách đặc hiệu. Sẽ có một thắc mắc, vậy tại sao các nhà nghiên cứu không chiết xuất kháng sinh từ rau bắp cải hay là củ su hào mà lại chiết xuất từ nấm nhĩ? Vốn dĩ vi khuẩn là một đội quân vô cùng hung dữ với số lượng lên đến hàng trăm triệu và chúng cũng có chủng loại rất đa dạng. Tuy nhiên, điều may mắn thay, có một kẻ thù tự nhiên lợi hại, dường như không thèm đổi trời chung với vi khuẩn, đó chính là nấm. Đội quân nấm đã trải qua hàng tỷ năm chỉ để đánh nhau chống lại đội quân vi khuẩn. Có lẽ vì quá nhiều trận đấm đá và phân tích, nấm đã tích lũy được một số chất độc có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Thật may khi con người chúng ta đã nhanh chóng phát hiện và tận dụng điều này. Các nhà nghiên cứu quyết định tìm và nuôi những loại nấm có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, lọc lấy chất độc mà chúng tiết ra để bào chế thành kháng sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân ra đời của kháng sinh. Thật thú vị đúng không? Đó là kháng sinh. Thế còn vaccine thì sao? Cùng tôi tìm hiểu nhé! Không thể không kể đến một vị tướng quan trọng khác được coi là cánh tay phải của hệ miễn dịch con người. Đó là vaccine. Hồi bé, mỗi lần nghe đến việc tiêm vaccine thì chắc hẳn chúng ta đều nghĩ là đang tiêm thuốc phòng một căn bệnh nào đó. Ồ, nhưng thực chất không phải vậy đâu nha. Vaccine chính là bản thân của virus hoặc một phần của virus đã được nuôi cấy. Nghe đến đây có lẽ các bạn cảm thấy hoang mang đúng không nào? Tại sao chúng ta lại tự đem virus truyền vào người của mình cơ chứ? Thế chẳng khác nào tự tìm hại mình hay sao? Bình tĩnh, nghe tiếp nhé. Nói một cách đơn giản, mặc dù vaccine cũng được coi là một loại virus, nhưng nó đã bị làm cho sức cùng, lực kiệt trước khi được truyền vào cơ thể của chúng ta. Sau khi những thành phần của virus này xâm chiếm vào cơ thể, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ nhanh chóng nhận diện chúng là vật lạ mang theo nguy hiểm, nên sẽ khởi động hệ thống phòng chống và tiêu diệt chúng. Vì chúng đã suy yếu nên rất dễ để tiêu diệt mà không gây tổn hại nào cao hơn. Và đồng thời với việc tiêu diệt kẻ địch, hệ miễn dịch cũng âm thầm ghi nhớ các thành phần của virus này, cũng như cách để sản xuất ra kháng nguyên chống lại chúng. Sau này, khi tác nhân gây bệnh thực thụ xâm nhập vào cơ thể, thì hệ miễn dịch của bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng để tấn công lại các tác nhân gây bệnh. Chỉ cần đem những thứ đã được ghi nhớ từ trước áp dụng lại một lần nữa là có thể tiêu diệt đối thủ trong một nốt nhạc. Vừa nhanh chóng lại vô cùng hữu hiệu, tiết kiệm bao nhiêu công sức. Đây có thể coi là một bài tập quân sự trước khi lâm trận của hệ miễn dịch, vừa giúp chúng có thêm kinh nghiệm chiến đấu, vừa giúp nâng cao cảnh giác trong phòng thủ. Một kiến thức thú vị và bổ ích đúng không nào? Như vậy, các bạn vừa cùng mình đi tìm hiểu về khái niệm kháng sinh và vaccine rồi đấy. Tổng kết lại thì kháng sinh là những chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, còn vaccine là những con virus bị suy yếu được đưa vào cơ thể người để thực hành một bài tập duyệt cho hệ miễn dịch trước khi cuộc chiến thực sự xảy ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những công dụng tuyệt vời mà chúng mang lại cho con người, không thể không kể đến những hạn chế còn tồn tại. Ví dụ như việc lạm dụng kháng sinh quá mức sẽ dẫn đến nhờn thuốc, càng tạo điều kiện cho một phần vi khuẩn có khả năng kháng thuốc được phát triển và sinh sôi. Hay việc dùng vaccine có thể dẫn đến một số tai biến. Ngoài ra, dùng vaccine cũng có nguy cơ nhiễm các tác nhân gây bệnh khác vào trong chế phẩm vaccine. Hiểu được điều đó, mong rằng mỗi người trong chúng ta đều biết hạn chế, chỉ dùng kháng sinh hoặc vaccine khi cần thiết, chủ yếu vẫn là giữ sức khỏe thật tốt, ăn uống điều độ, luyện tập thể dục thể thao để nâng cao hệ miễn dịch. Chúc các bạn luôn vui vẻ để đón xem những video bổ ích lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!